Xin chào anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ gọi là cảnh báo cho anh em đến với một thằng rẻ rách nhất CO3 nha. Thì thằng này xài Facebook clone là Phương Hoàng, tên thật là Nguyễn Khánh Tâm nha. Thằng này đã scam bên mình 1M nha anh em. Đây là anh em chú ý cẩn thận nha. Thằng này nó hay đi sang các server khác nó la liếm đấy. Hình thức lừa đảo của thằng này là nó sẽ nhận làm free cho anh em này, hoặc là nó sẽ nhận làm với giá cực rẻ. Nó vừa bú được tiền và nó vừa bú được click nha anh em. Anh em cẩn thận nha. Ok, ở đầu video thì tôi xin phép quảng cáo mấy giây nha. Anh em nào chơi Ngọc Rồng Online thì vô cái group của tôi nha anh em. Group của tôi đặt ở dưới phần mô tả của video nha. Ok, thank you anh em. Mời anh em xem video chính nha. Ok, xin chào anh em nha. Chào mừng em đã quay trở lại với kênh của mình. Đầu video mình xin chúc tất cả anh em có một ngày mới thật là vui vẻ nha. Thì là cái hành trình của tôi nó cũng đã đến tập 3 rồi nha. Thì cái tập này sẽ là tập săn đệ nha anh em. Và tôi sẽ chỉ anh em luôn, sau khi săn đệ xong ấy, mình sẽ úp từ sơ sinh lên là 1,5 triệu một cách nhanh nhất, thì trong tầm đến 4 đến 5 giờ lên rồi nha. Thì bây giờ trước tiên mình phải săn đệ đã. Ok, thì tôi thấy PT tôi cũng có mấy ông on này, tôi gọi ra vách núi đen tôi quay một cảnh mở đầu. Thì trong PT tôi thì cũng có vài ông có đệ rồi nha. Tôi là chủ PT, giờ tôi chưa có đệ đây. Thì đây sẽ là con đệ đầu tiên của tôi nha. Tôi sẽ combo đó. Con super này thì có 1,4 triệu thôi anh em ạ. Combo thì rất là đơn giản thôi. Anh em chỉ cần thôi miên này, xong rồi anh em bom, xong anh em pem. Đó, rất là cơ bản thôi. Thì đã có anh em đã có một con đệ rồi. Con đệ đầu tiên của tôi nha, là một con đệ Lamex. Bây giờ mình cùng xem chỉ số nha anh em. Ok này. Tôi săn đệ dây gian nha. Đệ Lamex tôi sẽ không lấy. Chỉ số này thì cũng lỏ nha anh em. Chỉ số này chắc ra là automatic ấy. Ok, con tiếp theo là tôi lại săn là con Lamex anh em ạ. Nên là thôi tôi lại hợp thể vĩnh viễn luôn nha. Ok này. Con tiếp theo thì tôi sẽ tìm được thấy con súp ở đảo Kame anh em ạ. Đảo Kame khu 5. Thì con này có 1,2 triệu HP thôi. Tôi combo một phát là tôi đấm thường là ăn nha. Đây, bom nè. Thôi miên. Xin con đệ nha anh em. Đó, lại một con đệ Lamex nha anh em. Thì cứ để Lamex với để trái đất thì mình cứ hợp thẻ vào thôi. Còn để xây ra này tôi mới lấy nha. Ok, thì mình cứ thoát ra vào lại, mình xem chỉ số xong là mình hợp thẻ vĩnh viễn rồi thôi. Và có mấy ông trong PT cũng đi săn đệ nha. Nhưng mà mấy ông này là ạc sơ sinh nên là tôi cũng không thể giúp được. Ạc nào có skin 5 cơ thì may ra thì tôi có thể giúp được. Thì tôi bom vắt, mấy ông bom theo thì ăn được thì ăn, không ăn được thì thôi. Ok, thì mình xem chỉ số. Ui lỏ. Ông đệ này đúng chí mạng 6 Masenko. Ok nha, tôi hợp thể vĩnh viễn luôn. Ba con đệ Lamex rồi nha anh em. Bây giờ tiếp theo mình sẽ săn con khác thôi. Lại một tôi tìm đến một con súp ở đảo Kame này. Con này 7,5 triệu mà. 7,5 triệu hay 16 triệu nó đơn giản với tôi thôi anh em ạ. Chỉ một bom thôi. Xong là mình pem là ăn. Ok anh em xem tôi combo này. Thì mấy cái này nó cũng là cơ bản thôi anh em ạ. Những anh em nào kiểu chơi game lâu ấy, có kỹ năng thì người ta thì mình sẽ làm được thôi. Này. Thôi miên. Sáo, bom, đấm. Đó, lượng con đệ xây ra nha. Thì đây, con đệ xây ra này thì chắc chắn là tôi phải giữ lại tôi chơi rồi. Để tôi mấy anh em xem con chỉ số con đệ này như nào là 2000 HP, sức đánh 25. Con đệ này thì con đệ tầm thường rồi. Kiểu con đệ đó VIP ấy. Thì nhìn phát là biết ngay giáp cao này, chí mạng thấp này, xong là HP hơn kia này. Thôi nhưng mà con đệ này thuộc dạng tầm trung rồi nên là vẫn có thể úp được nha anh em. Còn con đệ nào mà kiểu nó lỗ ấy, chí mạng 6 ấy, xong là chỉ số linh tanh tinh ấy, thì lúc ấy thì thôi anh em lên bỏ nha. Thì con đệ này vẫn úp được nên là tôi sẽ úp cho anh em xem. Thì bây giờ tôi sẽ chỉ cho anh em cách mà tôi úp. Đấy, để làm trong 4 tiếng rồi là nó sẽ lên là 1,5 triệu. Đầu tiên ấy thì anh em cứ chuẩn bị bùa tôi nha. Một cái bùa oai hùng với cả một cái bùa đệ tử 8 tiếng. Ok, sau khi mua bùa xong ấy thì mình sẽ đi đến nơi mình úp. Thì cơ bản thì anh em sẽ úp ở map, mấy cái map ở đây này, đảo Kame này, Nam Kame này, mấy cả map vách núi đen này, thung lũng đen, mấy cả bên đảo Guru và thung lũng cái gì, đảo Guru, mấy cả cái khu Nam Guru đấy. Thì tôi sẽ úp ở đây. Đầu tiên thì tôi sẽ phải kẹp. Nếu anh em có kẹp cũng được, mà không kẹp cũng được. Tôi thì tôi kẹp đi anh em ạ. Tôi kẹp 4 Lamex hồi sinh, mấy cả một trái đất nha.
Thì đầu tiên thì những vài cái lệnh cơ bản trước cho anh em. Đầu tiên là lệnh add con quái, mà mình chỉ đánh con quái ở dưới đất thôi nha anh em. Đó. Xong mà lệnh tiếp theo lệnh chỉ đánh siêu quái nha. Anh em bật cái lệnh chỉ đánh siêu quái thôi, còn quái thường anh em không đánh. Đó. Xong là anh em add này, add cái lệnh chỉ đánh quái đi bộ mặt đất ấy, thì anh em add vào. Thì về cái phần bản mod ấy, thì mod anh em có thể gọi là xem trên mạng này, có rất là nhiều mod và lệnh của nó sẽ khác nhau nha. Thì anh em cứ gọi là phải đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Hướng dẫn dùng mod ấy thì anh em sẽ biết là anh em sẽ phải bật như thế nào. Ok, về cái bước đầu tiên thì mình đã gọi là setup xong về cái con nạc của mình úp, là mình bật đánh chỉ đánh siêu quái này và chỉ đánh quái ở mặt đất, còn không đánh quái bay nha anh em. Về tiếp theo ấy, cái phần thứ hai setup về cái lick trái đất kia ấy, thì anh em chỉ setup là chỉ đánh quái thường và bật né siêu quái nha anh em, mấy cả át chỉ đánh quái mặt đất. Lúc này thì con trái đất ấy nó tàn sát ấy, tàn sát hết trong khu ấy, thì nó sẽ tàn sát một lúc là sẽ ra con siêu quái. Và khi mà con siêu quái đấy nó xuất hiện ấy, thì con này nó sẽ tự dịch chuyển đến con siêu quái và con đệ nó bảo vệ thì tự nó sẽ pem nha anh em. Lúc này thì khi mà pem siêu quái ấy, thì con đệ nó sẽ hình như là x6 lần gọi là tiềm năng của quái thường, mới cả cộng thêm bùa đệ, mới cả cộng thêm bùa dẻo dai nữa, thì cộng thêm bùa oai hùng nữa, thì nó sẽ gọi là lên rất là cao hơn cái quái thường rồi nha. Nên là gọi là mình úp này nó phải là x7 x8 ấy. Ok, anh em sẽ bật lên. Bây giờ tôi sẽ bật tàn sát nick trái đất nha anh em. Từ từ này, ok. Nick trái đất tàn sát và một tí rồi là nó sẽ xuất hiện con siêu quái. Khi mà con siêu quái nó xuất hiện ấy, thì anh em pem chết ấy, thì nó lại tiếp tục xuất hiện tiếp nha. Kiểu siêu quái nó xuất hiện cũng khá là nhanh ấy. Nên là anh em úp bằng cái thủ thuật này cũng khá là ok. À, cái này thì tôi cũng không biết là cái này AD có fit không nha anh em. Nhưng mà tôi cứ chia sẻ cho anh em gọi là úp thôi. Thì cái cách này nó úp nhanh hơn bình thường rất là nhiều lần. Kiểu là mình chơi game lâu rồi, mình cũng có gọi là một tí kinh nghiệm ấy. Thế là mình sẽ gọi là chỉ cho anh em cách úp. Còn anh em nào cũng biết rồi thì thôi, coi như là gọi là xem ủng hộ tôi một view. À mà bây giờ nó còn có cả bùa X2 đệ nữa. Nên là anh em mua quả bùa X2 đệ xong là anh em úp thì ui giời ơi, nó cứ gọi là nhanh ơi là nhanh. Ok nha. Thì tất cả trong khu mình đã setup sẵn này, cờ đen này, 4-5x hồi sinh này. Thì 4-5x hồi sinh thì cách 4 giây anh em bật hồi sinh là được. Đó anh em thấy không? Thấy siêu quái tự nó sẽ dịch đến và nó sẽ pem nha anh em. Đó siêu quái này. Thì mỗi lần pem này này của đệ sơ sinh ấy, sức đánh có 25 thôi, thì nó pem được khoảng hơn 100 tiềm năng, 120 tiềm năng một hit. Đó, đã chưa có bùa X2 đệ nha. Đệ gọi là chắc là xíu tôi phải ra tôi mua bùa X2 rồi để úp cho nhanh anh em ạ. Đây anh em xem này. Úp kiểu này thì nó rất là nhanh anh em ạ. Nên là anh em cứ bật đấy xong anh em treo ấy thôi. Nhanh hơn rất là bình nhiều nha, nhanh hơn bình thường rất nhiều nha. Còn anh em nào rảnh ấy thì anh em có thể gọi là lấy hai con xây ra này vào trong bản đồ anh em pem thì nó cũng cao ấy. Thì nhưng mà nó tốn công anh em ạ, cứ phải đứng canh canh chói mệt lắm. Cách này thì anh em cứ ngồi anh treo thôi, anh em treo thôi. Thì có siêu quái tự dịch đến nha. Thì mới đầu anh em treo này thì nó rất là ít siêu quái. Về sau ấy anh em treo kiểu một lúc lâu ấy, nó vào form ấy, siêu quái ra nhiều lắm anh em ạ. Ok, anh em thấy cái cách úp của tôi gọi là nó có hữu ích không? Nếu mà anh em xem mà làm theo kiểu cảm thấy nó hữu ích ấy, thì gọi là quay lại đây comment của cho tôi nhá, ủng hộ một comment phát. Còn bây giờ ấy thì tôi sẽ đi đổi ván cho anh em nha, bởi vì ngày hôm nay là đã hết sự kiện rồi, nhưng mà tôi đổi từ hôm qua anh em ạ. Tôi đổi x3 cái ván. Thì anh em cùng xem tôi gọi là đổi nha, xem là nó có ra được cái ván sức đánh vĩnh viễn không nha. Tôi cảm thấy kiểu đầu sự kiện ấy thì nó ra nhiều ấy, nhưng mà đến cuối sự kiện ấy nó cứ bị sao sao anh em ạ. Ok, cái ván đầu tiên nha. Ui giời, đây rồi, tôi thấy một cái ván nó HP cay rồi. Một cái vĩnh viễn này, một cái hai cái vĩnh viễn này. Thôi rồi xong ấy, anh em biết rồi đấy, không có sức đánh luôn. Cái cây thứ hai này, thật ra thì tôi úp khoảng tầm 7 cái ván nha, nhưng mà tôi chỉ quay hai cái thôi. Còn mấy cái kia thì tôi gọi là tôi lười, tôi không quay anh em ạ. Tiếp theo này, ok, sau một ván. Đâu rồi, sao vẫn còn 99 sao này. Lag rồi nha anh em, game nó bị lag nha. Bây giờ tôi sẽ phải thoát ra vào lại rồi. Thì để xem cái ván nó là gì. Ui, ở cái video trước ấy, tôi gọi là xin sắp dạo ấy. Thế mà anh em cho tôi quả sắp like nhiều quá, nó nên quả đề xuất đi. Tôi cảm thấy gọi là nó kênh nó phát triển hơn với mong đợi. Thế là cảm ơn anh em rất là nhiều nha.
Lâu lâu thì tôi cũng phải đi xin sắp với lại dạo nha. Thì đây, tôi vừa thoát ra vào lại được cái ván 30 ngày nha anh em. Thì thôi, xin phép anh em tôi dừng video đây nha. Tay anh với ra, dù hai ta đứng xa, anh đã đưa đôi tay mình cho em, còn dìu bước em qua trong gai. Ước em yêu sẽ thấy là tất cả vì yêu em đây mà. Anh không biết nói ra sao để anh có thể cảm nhận từng điều mà em muốn. Là cuộc sống.